phát hiện hố đen quái vật khổng lồ quay chậm bất thường. Hố đen luôn được coi là một trong những thực thể phức tạp và bí ẩn nhất đối với khoa học hiện đại. Mới đây, bằng cách phân tích dữ liệu từ đài quan sát tia X Chandra của NASA, các nhà thiên văn học đã phát hiện thấy một lỗ đen khổng lồ có tốc độ quay chậm hơn nhiều so với các lỗ đen khác, nằm ở trung tâm của chuẩn tinh H1821-643, cách trái đất khoảng 3,4 tỷ năm ánh sáng. Lỗ đen siêu lớn này có khối lượng gấp từ 3 tỷ đến 30 tỷ lần khối lượng mặt trời, khiến nó trở thành một trong những lỗ đen khổng lồ nhất mà các nhà khoa học từng phát hiện. Nhóm nghiên cứu đang tìm câu trả lời có thể giúp giải thích cách thức hình thành một lỗ đen siêu lớn. Một giả thuyết hàng đầu cho rằng lỗ đen siêu lớn hình thành từ các vụ va chạm giữa hai lỗ đen nhỏ hơn. Trong quá trình sát nhập dữ dội, các lỗ đen có thể trải qua những thay đổi đáng kể về độ xoáy khi lực hấp dẫn kéo các lỗ đen theo các hướng khác nhau. Vì lực hấp dẫn của lỗ đen là vô hạn, do đó bất kỳ vật chất nào ở gần lỗ đen sẽ bị ăn và sẽ không có đường quay trở lại. Vì vậy, lỗ đen sẽ càng ngày càng lớn hơn. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.